Bà ơi bà. Trái bà nhắm mắt bà chăm chăm bà đi đau bê bê cho con. Bê 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 là con. Bê 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 là 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 bê 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 là bê 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 Ok.
cha 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 đèn bên nè. Thấy sao nhớ Việt Nam không? Đèn ơi, nhớ Việt Nam không? Hả? Không nhớ hả? Nhớ gì đâu không? Nhớ hả? Gì con? Gì đâu đi chơi rồi hả? Đi đâu? Buồn không? Đi chơi rồi. Dì đâu đi chơi rồi hả? Ừ. Rồi cô chú nhớ cái clip này hả? Cái clip trở về tuổi thơ chơi trong trống này kia nè. Mới đó mà là quá khứ rồi đó. Kì kì con nhìn chị Hai làm trong trống trên TV kìa. Đúng rồi, chính xác. Làm trong trống bằng lá dừa thấy không? Lá dừa xanh. Ê, đá với chân chị Hai làm gì vậy? Đây làm gì có mấy cái này mà chơi mà cô chú ơi. Ở bên Nhật là chơi gì nè. Ở trong nhà chơi không yên. Nè 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 đau dạ. Ui nè chơi kỳ cục quá nha. Dấu tích, dấu tích về Việt Nam còn lại. Nhưng mà bữa nay là lợt bớt nhiều lắm rồi mà cô chú ơi. Chắc khoảng chừng vài tuần tháng hay thấy là nó chơi mấy cái này mà mấy hồi. Còn ở nhiêu hả? Bà Út nguyên một cái đợt mùa hè này là bà Út không? Nhớ bà Út không mẹ? Nhớ hả? Hồi nữa mình về Việt Nam nữa ha. Hè năm sau về Việt Nam mới chơi với bà Út nữa, chơi gì đào nữa. Câu chuyện cây dù của bà nè. Bà Út đâu? Bà Út đó hả? À. Bà Út đó hả? Bà Út trên TV kìa. Đi mấy bên này mưa gió, thời tiết khác thường số mũi rồi, hai đứa. Sáng thì thấy có nóng nóng nhưng mà không phải nóng với kiểu sốt. Số mũi trước thì nóng sau thường là cảm bình thường thôi. Tự nhiên mà nóng với mày thì mới sợ. Cái gì vậy? Bạn ngủ rồi hả? Ngủ rồi sao? Cái này sáng mà ngủ gì? Cái gì đi? Sao ngủ trên thùng rác? À, làm gì đó? Em hả? Chu chu. Tan tan tan. Bye bye.
Ủa? À, mẹ đang nhìn nè. Mẹ nhìn xem. Ngủ rồi hả? Bạn ngủ hả? Chở bạn đi chơi đi. Con chở bạn đi chơi đi. Con để bạn lên cái xe này, con chở đi chơi đi. Phải chở đi chơi đi. Chờ bạn ngồi phía trước lúc nãy đi đỉ con á. Cho bạn ngồi chỗ này nè, đúng rồi. Bye bye. Con đi tiểu ha. Ok. Bye. Chị. Hello. Yasumi đó hả? Yasumi là chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon đúng rồi. Để bạn lên sofa nằm ngủ đi, sao ngủ dưới đất? Lên giường đi, lên giường nằm ngủ đi. Rồi, cho bạn lên giường nằm ngủ đi. Chứ đó là cái giường sao? Cái giường của bé Na đâu? Con Yoshi đi cho bạn ngủ đi. Đúng rồi. Rồi hát đi. Con hát con cò bé bé cho bạn ngủ. Hát con cò bé bé cho bạn ngủ. Con cò. Rồi la nước mũi cho. Thôi mà đi ra ngoài này, chỗ này nhỏ quá không chơi chỗ này nữa nè. Đi ra ngoài này. Đi ra sofa chơi. Đi. Chế cái thùng rác và chơi cái gì? Ê. Bye bye. Bye bye, ta sẽ ăn thịt nhà ngươi. Đang sợ. Đứa nào thay đồ mà chưa để vào thò máy giặt nè. Thay đồ xong chưa dẹp vào máy giặt nè, để vô máy giặt cho mẹ. Cái này. Hả? À, cái này con em để vô. Con em để vô cái máy giặt á. Em để máy giặt, cái máy giặt cho. Nha. Đem này để vô máy giặt. Trời ơi hư. Xong hả con? Mẹ đang quay phim. Nè, nhảy. Jump, 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 jump. Con nhảy lên, jump, jump, jump. Baby nhảy luôn rồi. Chú nhìn tướng chị kìa. Mặt của ống bố. Hả, bạn ngủ rồi hả? Mình cho bạn ngủ. Trên TV người ta đang dạy trồng hoa với lại trồng rau. Mới nãy là trồng rau xong, bữa nay gia đình như là hoa rồi mà mấy chú ơi. Này cũng hay. Nhiều khi có nhiều loại hoa khác nhau á, nên người ta dạy cách trồng và phân bón này kia. Sáng hai cho con ăn gì đây? Ô, rau vàng. Con xin chào ông bà cô chú. Thế sáng nay con ăn cái gì? Nói cho bà cô chú nghe với cả. Cà ri. Cà ri. Cà ri bánh mì á, ngon vậy. Ồ. Nhìn giống hamburger cà ri các bạn. Hamburger sauce. Hamburger sauce hả? Ừ. Tôi sẽ ăn gì đó? Tôi sẽ ăn asago hồng. Bánh mì. Bánh mì. Nakami wa? これはおからのポテトサラダ。サラダ。あ、bánh mì bên trong là đậu hũ dạng おから。đậu hũ khìa hả? Đậu hũ khìa đâu đây? Ăn xong cái gọt tóc thế cả. Hai đứa bên đây bệnh trần, lầy cho nhau. Bèn, bèn. Hôm qua là bé Na bị sổ mũi, cái con chơi với bé Na đó, cái bé Na á xì á.
rồi xong cái con bị luôn rồi đó. Không phải. Ba. Tên là Oxygen này. Mình Oxygen này. Mình chơi mình Oxygen này. À. Bên với Bena là ai bị bệnh trước? Bena. Vậy là Bena bị bệnh xong Bena sờ chỗ này sờ chỗ kia và không có khử trùng đúng không? Rồi Ben sờ và Ben bị lùi xùi hay Ben bị lây hay là sao? Hay là tại Ben bị bệnh? Ben muốn che khẩu trang. Ben muốn mặc mang khẩu trang à? Nhìn tí ăn xong mang khẩu trang ha. Wow. Cái đầu cắn cái cày. Đào cắn cái cày. Bạn ơi, bạn đang đóng tiêu rồi. Hello. À, ở chỗ đó nó có cái thùng rác dơ đó, con ra đây chơi nè. Cái gì đi ra ngoài chơi nè, trong đó dơ quá. À. Đi ra đây. Nào ăn thử coi, chị Hai ăn thử coi cái cày. Đợi xíu. Đợi xíu hả? Xin mời bà cô chú ăn thử cho bà cô chú xem cái cày. Xin mời bà cô chú. Răng của Bena ra, à, Ben ra rồi mà cô chú ơi, con y cho mẹ xem cái hà, cho mà cô chú xem. À, găng lượt hai cây lơ. Hai đề tạ. Mà đi cô, hai đề tạ. Dạ tở. Hai đề tạ. Ừ, ra rồi. Bena ơi. Bena. Kêu mà chỉ hừ vậy đó. Mày có cái gì quạo, hả? Tôi kêu đi ra ngoài chơi trong đó dơ mà cái gì quạo hả? Muốn đi la không? Quay đây lao nó mũi nghe nè. Lạ. Không có vô thùng rác gần nó chơi nó dơ lắm. Nó được. Ừ. Cái clip mà quay 2 ngày. Ngày qua đi qua chưa xong. Sáng nay. Đi quay. Thôi bây giờ tôi ăn sáng nè. Sáng ăn tiền cơm lại. Rồi cho một cú xíu xem. Ngon lắm, ngon luôn. Này của tiền, để nãy giờ cũng nguội luôn rồi. Cá cơm kho thì kho bữa giờ á. Với lại dưa, dưa gan muối nè. Ăn như là no cả bụng rồi đó. Người ta chưa luôn. Mẹ giữ tôi cho cái tiền này. Mẹ ăn hoài luôn hả? Ừ, tại vì nó còn mà, ăn chừng nào hết thì thôi. Úp. Thì dưa té xe. Có sao không? Có sao không? Đi bác sĩ khám bệnh. Đi bác sĩ khám bệnh nha. Đi bác sĩ khám bệnh nha, té xe rồi. Có xe rồi. Nè bạn bị gì không cử động được luôn rồi nè. Có sao không? Có sao rồi. Có sao rồi, tiêu rồi. Ba. Ba. Thôi con bye bye bà cô chú đi, mẹ kết thúc video này. Xin chào cô chú. Không phải xin chào mà là mình bye bye mình kết thúc á. Bye bye nha ạ. Không bye bye ạ. Xin chào cô chú chào chào. Nè, biết chào cô chú nè. Xin chào bà cô chú thôi hả? Ừ. Thôi bây giờ mẹ muốn tắt rồi. Mẹ đi ăn cơm. Ừ. Bye bye đi. Sao? À, gì mà hừ hừ. Xin chào cô chú chào chào. Ăn xong chưa? Xin chào cô chú chào. Thôi con xin chào đi. Xin chào cô chú. Thôi gì đó. Đây mẹ nghe nè con hả? Đi bác sĩ đi con gấu. Con gấu đi bác sĩ ha. Chị Ben là bác sĩ đi khám bệnh cho gấu đi. Thôi con xin chào con, kết con bye bye rồi bà chú, mẹ kết thúc video nha. Bye bye bà chú. Tao sẵn bye bye.